Nếu như nói về kỹ thuật chuyên môn á, thì anh có thấy là giữa Messi và anh, Messi nó đã nhỉnh hơn anh chút không anh Ronaldo? Vậy là anh cũng thừa nhận Messi đã nhỉnh hơn anh phải không? Không có gì phải bàn cãi. Mà phải công nhận là tốc độ chạy của Messi dữ thiệt phải không? Dữ thiệt. Nhưng tôi chưa nói hết ý. Nhỉnh đây có nghĩa là dở nhỉnh hơn tôi chút á. Chẳng khác nào anh đang chọc lét Messi. Chọc, chọc. Tôi nghĩ Ronaldo chỉ có cái mã ngoài chứ đá banh bóng gì ai đâu mà thèm coi. Mỗi lần mà tôi xuất hiện cùng với nó là mọi người cứ kêu tên Messi không à. Thiệt. Đồng ý thì nó giàu hơn tôi thiệt. Nhưng mà nếu so về cái đẳng thì tôi giàu hơn nó nhiều lắm. Nó đá không lại tôi đâu. Nó chạy cho đàn bà có bầu vậy đá gì. Tôi thấy đá banh cũng giống như mấy cái nghề khác. Ngoài đam mê ra cũng là vì tiền bạc thôi. Chứ quan trọng gì cái đẳng hay tốc độ gì phải không. Bỏ đi. Vậy hả? Bằng chứng là bây giờ tôi đang sở hữu rất nhiều siêu xe, nhà cửa, vợ đẹp, người mẫu hot girl không à. Còn bóng đá đối với tôi chỉ là được được thôi. Quan trọng là tôi kiếm nhiều tiền. Có tiền là làm được mọi thứ. Tôi bỏ ra công sức rồi tôi lấy lại tiền của tôi. Cho nên ở ngoài xã hội có nhiều thằng nó ganh ghét tôi. Rồi nó nói tôi đá banh dở rồi tôi chạy với đàn bà có bầu. Mà có bầu cũng được mà, miễn sao tôi đẻ ra tiền được rồi, phải không? Ủa anh chơi Messi vậy tại sao anh rờ đùi Messi? Đừng nói anh chơi đá bóng riết còn bị bóng luôn nghe Ronaldo. Cười đách họ chứ cười bóng được phải không má? Cái gì? Tôi nghĩ dân đá bóng mà tư duy nó chỉ biết kiếm tiền không, không bao giờ nó thọ nổi hết trơn. Bởi vì đối với tôi kiếm tiền dễ lắm. Bởi vì tôi chỉ cần lên Bet98vn là tôi có thể là kiếm được khá bộn tiền ở trển rồi. Mà quan trọng đối với tôi á, đó chính là tinh thần thể thao và tình yêu đất nước. Bởi vì mình được đẻ ra rồi mình có chút tài thì mình cống hiến cho đất nước. Bởi vì tinh thần thể thao thì nó cũng là một cái gì đó đại diện cho hình ảnh của một đất nước đang phát triển, có phải không? Chơi chơi chứ bóng bóng à. Đâu, hiểu lầm rồi, không phải gì đâu. Tại vì lúc đó cái đùi tôi ngứa quá, cái tôi gãi. Lúc đó tôi tập trung sân khấu nhiều quá cho nên là tôi gãi lộn cái đùi Messi thôi chứ không phải. Cũng bình thường thôi mà. Lâu lâu lộn con cái thôi gì đâu. Nói bị đê bóng gì đây không nội. Có sao nó vậy đi. Giấu còn chi người ta nói mình giàu mà hay nói xạo nữa. Thôi bây giờ cái chuyện giới tính bỏ qua một bên đi. Bây giờ nói cái chuyện mày ai giàu đẳng cấp hơn ngay nè. Chính xác là bây giờ tôi giàu Messi, Messi nghèo tôi. Sống ở xã hội này cái đẳng chính là người có nhiều tiền hơn hay ít tiền hơn mà thôi. Nhìn nhận là nhìn nhận cái vấn đề đó. Chứ không phải lần nào đá hơn nào được cúp vàng cúp bạc gì đấy. Quan trọng. Bởi vậy tôi biết nói bao nhiêu lần để cho anh hiểu trơn. Tiền bạc á rất là dễ kiếm. Trình độ đẳng cấp về bóng đá mới là quan trọng. Chứ tiền bạc dễ kiếm thì bà chỉ cần lên Bet98vn là có thể tham gia mấy cái trò cá cược. Bởi vì nó là một cái casino trực tuyến và trò chơi slot có các sản phẩm thể thao. Chỉ cần tạo tài khoản tại Bet98vn là có thể tặng ngay 50.000 chơi miễn phí luôn. Rồi nạp tiền lần đầu được tặng 100% tiền thưởng lên đến 1,5 triệu nữa. Dễ mà. Trời ơi, tôi nói bây giờ kiếm tiền dễ lắm. Quan trọng là đẳng cấp kìa. Anh cười khinh Messi phải không? Bởi vì tôi nói Messi chỉ được cái chạy giỏi thôi chứ không được cái gì hết trơn. Nó làm gì mà nó rành cái trang Bet98vn bằng tôi được. Ngoài cái gì nãy giờ Messi nói á, là còn cái này nữa. Là trang Bet98vn á, nó có thời gian nạp tiền từ 5 đến 10 phút và thời gian rút tiền từ 30 phút đến 1 tiếng. Còn hỗ trợ giao diện điện thoại đẹp mắt cược mọi lúc mọi nơi nữa chứ gì. Mẹ cha nó. Bây giờ rốt cuộc là mày đang muốn đấu với tao là có ai kiếm tiền nhiều hơn có phải không? Được rồi. Sau buổi talk show ngày hôm nay tao sẽ lên Bet98vn kiếm cho mày nể. Thôi kiếm cho nể kìa, bá đạo thiệt. Nãy giờ tôi nói gài thôi, tôi cố tình tôi nói vậy để cho nó mê kiếm tiền. Nó kiếm thật nhiều tiền để nó so với tôi. Xong rồi cái nó mê kiếm tiền cái nó quên đá banh. Rồi cuối cùng cầu thủ số 1 thế giới chắc chắn là cái thuộc về tôi rồi. Bởi vì nói thiệt chứ tôi thích cái đẳng hơn là tôi kiếm tiền. Tiền tôi có đủ rồi.